Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, các đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số vùng cao của Lào Cai luôn tiên phong đi đầu. Với sức trẻ, năng động, tiếp cận khoa học kỹ thuật, họ đã và đang khai thác lợi thế của địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Ghi nhận phong trào này ở xã Nậm Pung, huyện Bát Sát. Theo bố mẹ đi chăm sóc ao nuôi cá hồi, cá tầm từ khi còn là cậu bé, đã giúp Tần Láo Lở ít nhiều nắm được cách thức chăn nuôi. Học xong lớp 12, Lở quyết định theo nghề nuôi cá nước lạnh của bố mẹ. Sẵn có kinh nghiệm, anh học thêm các kỹ thuật mới, đầu tư hệ thống dẫn nước khoa học và tận dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, 9 ao nuôi cá mỗi vụ thu về hàng tỷ đồng. Nguồn nước thì gia đình kéo từ trong suối ra, trong suối nước sạch. Ở thời nay mặt xã hội phát triển nên em cũng muốn chụp ảnh quay phim để quảng bá lên mạng xã hội để sản phẩm của mình đi xa hơn. Áp dụng đúng kỹ thuật trồng, vin cành, bọc quả. Vì vậy, vườn lê VH6 của chị Tần Tà Mẩy luôn được địa phương chọn làm vườn mẫu để khách tham quan trong dịp lễ hội lê. Chỉ với 300 gốc, vụ quả năm nay gia đình chị thu về trên 80 triệu đồng. Cũng có hái nhưng mà toàn người ta tìm về đây tìm mua và những người khách buôn lẻ người ta về đây chở của mình. Thôi mình chưa bao giờ mình không phải mang đi ra ngoài kia bán. Bây giờ mình cũng chỉ ở nhà và người ta đến đây lấy thôi chứ thực chất là mình chở đi bán thì mình sẽ không chở được đi nhiều quá, mình không chở được đi. Đấy mình đi đến đấy mình phải ngồi mà mình đợi thời gian bán thì rất là mất công. Mình còn thấy nó lê sai quả ăn rất là ngọt, một trải nghiệm thú vị. Lần sau mình sẽ giới thiệu mọi người biết nhiều hơn về cái lê ở Nậm Pung này. Để lên đây để trải nghiệm và tham quan và trải nghiệm hai lê. 40 đoàn viên thanh niên lấy việc trồng lê VH6 làm hướng chính phát triển kinh tế. 10 đoàn viên thanh niên nuôi cá nước lạnh. Các mô hình này có thu nhập trung bình từ 50 triệu đồng trên năm trở lên. Đó là vài con số cho thấy tinh thần xung kích đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở Nậm Pung. Với điều kiện thời tiết ở địa phương thì phù hợp với trồng cây ăn quả này, chăn nuôi này và đặc biệt nhất là phù hợp với chăn nuôi cá nước lạnh này. Với cương vị của Bí thư đoàn thanh niên thì cũng đã tuyên truyền vận động những bạn đoàn viên thanh niên ở lại địa phương để khai thác thế mạnh của địa phương, tiên phong đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Nghị quyết 10 của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa càng là cơ hội để các đoàn viên thanh niên ở Nậm Pung và cả huyện Bát Sát thêm tích cực tìm tòi, khai thác lợi thế của địa phương, chọn hướng khởi nghiệp hiệu quả, đóng góp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.